Như chúng tôi vừa đề cập thì thông tin đề xuất miễn thị thực cho du khách một số nước đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, trong chính sách mới được chính phủ thống nhất trong dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, còn có những đề xuất mới khác như là cấp thị thực cho công dân tất cả các nước, nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng, nâng thời hạn tạm trú của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lên 45 ngày nhằm thu hút khách du lịch quốc tế. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá trong ngành du lịch, tháo gỡ nút thắt về chính sách được chờ đợi bấy lâu nay. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2023, cả nước đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, nhưng để phục hồi ngành du lịch về cùng kỳ năm 2019, cần có những điều chỉnh về chính sách visa. Khôi phục lại hoàn toàn các chính sách xuất nhập cảnh như là trước khi có dịch. Theo đó thì Việt Nam chúng ta tiếp tục miễn thị thực đơn phương cho công dân của 13 nước và tiếp tục thực hiện chính sách miễn thị thực đa phương và tiếp tục thực hiện cái việc cấp thị thực tại cửa khẩu như là trước kia. Đại dịch đi qua khiến ngành du lịch các nước trở về cùng xuất phát điểm. Chính sách thuận lợi về visa đã trở nên yếu tố cạnh tranh về du lịch. Tôi gặp một cái bài toán là những du khách được miễn visa thì họ chỉ đi được 15 ngày. Trong đó như khách Tây Âu thì thường đăng cái mùa du lịch của họ mà thường họ lại đi nhiều hơn 15 ngày, đi 21 hoặc là 1 tháng. Cho đến là khi du khách đến Việt Nam mà miễn visa nhưng mà họ sang Campuchia rồi quay trở lại Việt Nam nghỉ biển thì họ lại phải xin visa lại một lần nữa hoặc là họ phải xin visa 1 tháng vào ra nhiều lần. Ngoài cái song phương của hai bên và chính sách ngoại giao thì còn vừa rồi chúng ta có là đơn phương miễn thị thực cho 13 nước thì chúng tôi hy vọng rằng cái danh sách đơn phương 13 nước này có thể mở rộng thêm các nước mà là có thể gửi khách chính cho chúng ta. Thì hiện nay chúng ta đang ở châu Âu thì chúng ta có Pháp, Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha và các nước Bắc Âu như là Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan. Thì nếu mà chúng ta mở rộng thêm những cái nước như Áo, cũng là một cái nước mà có thể du lịch Việt Nam, họ cũng thích Việt Nam ha. Và thêm một vài nước gì nữa thì nếu mà danh sách này mở rộng về đơn phương thị thực thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều du khách đến với chúng ta hơn. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh có trung tâm visa Hàn Quốc, có loại visa MICE. Tôi nghĩ rằng để cho dễ dàng hơn cho hai nước có thể giao lưu được với nhau thì chúng tôi cố gắng làm việc với chính phủ để có thể tạo nhiều cơ hội hơn nữa, cũng như là khi làm các thủ tục làm visa dễ dàng hơn để thu hút được khách đến Việt Nam. Việt Nam mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay và mục tiêu này khó thành hiện thực nếu không có bước đột phá về chính sách visa. Để giúp quý vị rõ hơn thông tin về tiến trình phục hồi ngành du lịch Việt Nam và những giải pháp thúc đẩy du lịch nội khối ASEAN mà Việt Nam sẽ tiến hành trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Nhân Chính, trưởng Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Quốc gia. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn với Đài truyền Việt Nam. Theo ông thì cái việc cải thiện chính sách visa hiện nay thì có ý nghĩa như thế nào trong việc mà thúc đẩy cái sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam hiện nay? PAB thì cũng đã có những cái nghiên cứu riêng và chúng tôi thấy rằng là thời gian khi mà chúng ta thực hiện cái chính sách miễn thị thực cho 5 nước ở khu vực châu Âu đó là Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha thì lượng khách du lịch quốc tế đến từ 5 quốc gia này trung bình đã tăng lên và đạt được con số là đến 20%. Như vậy thì rõ ràng là chính sách thị thực có tác động rất là tốt. Mà theo nghiên cứu của Hội đồng Tư vấn Du lịch thì việc cải thiện chính sách thị thực của Việt Nam thậm chí còn có tác động nhiều hơn so với các nước ở khu vực láng giềng. Việc Việt Nam hiện nay chỉ cần cải thiện chính sách thị thực thì lập tức là sẽ làm tăng được cái số khách đến từ những cái vùng mà chúng ta mong muốn. Vậy thì Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam đã có những khuyến nghị gì liên quan đến chính sách visa để mà có thể nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong thời gian tới? Chúng tôi đã đề xuất với Bộ Công an cũng như là Bộ Ngoại giao một số vấn đề như sau. Thứ nhất là về chính sách miễn thị thực
thì chúng tôi đề xuất là nên tăng thêm cái danh sách các nước được miễn thị thực như là Mỹ, Ấn Độ, ở châu Âu có thể có Thụy Sĩ, rồi Bỉ, Hà Lan, vân vân, rồi ở Úc, New Zealand, đấy, rồi Bắc Mỹ có Canada, đấy là trọng điểm của thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam thì nên có thêm. Ngoài ra thì vừa rồi khi mà chúng tôi làm cái khảo sát thì thấy rằng xu hướng sau Covid-19 thì nhiều khách du lịch quốc tế ở các thị trường xa như từ châu Âu hoặc là Úc hoặc là Bắc Mỹ khi đến Việt Nam họ mong muốn đi du lịch dài ngày. Dài trung bình là từ 18 đến 21 ngày. Hiện nay chúng ta mới chỉ cho phép là khách được miễn thị thực 15 ngày. Về cái chính sách thị thực điện tử và với cái thị thực nhận tại cửa khẩu thì chúng tôi cũng đề xuất là đối với thị thực điện tử nên có những cái cải tiến để làm sao khách được khai báo thuận lợi hơn. Còn thị thực nhận tại cửa khẩu thì cũng nên giảm bớt những cái giấy tờ. Chúng tôi cũng mong muốn là nếu có thể được thì cố gắng là thành lập một cái tổ công tác đặc biệt mà có cái tổ công tác này có cả thành phần từ phía cơ quan quản lý nhà nước cùng với các doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan khác để nắm bắt thông tin kịp thời từ phía doanh nghiệp, từ phía khách du lịch chính là cái điểm mấu chốt để giúp cho ngành du lịch khởi sắc và phát triển trở lại. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.